Tử vi 2020 của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao. Các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua cái mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với người tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạch tài, các cái khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ xấu tiểu nhân xúc chiếm. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những cái tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động, tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm, chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các cái kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra nhiều cái niềm vui, cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những cái tác động xấu lên sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng sức đề kháng. Cũng đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Tiếp theo chúng ta cùng sang cái tử vi sự nghiệp của tuổi Sửu năm 2020 để xem tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa thứ tài. Trong năm nay tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các cái chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các cái dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định mà ở đây theo lịch vạn niên thì các cái dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được cái mục tiêu của mình. Bạn sẽ dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên thì nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được cái chức vị cao hơn thì khá khó, trừ phi bạn có được cái thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là cái tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Về tử vi tài lộc của tuổi Sửu năm 2020 cho thấy thì năm canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa thứ tài, tuổi Sửu năm 2020 sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tý Sửu lâm nhị hợp, trong năm vượng tài vượng lộc mà thứ tài chỉ lối dẫn đường thì con giáp này nên tập trung vào các cái dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra thì tài lộc trong năm của tuổi Sửu có thể là tiền phi pháp, hoạch tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình thì dễ mất mát. Của thiên trả địa, bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, con giáp này nên dành để đầu tư vào các cái dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm thái tuế tí thủy, chủ về thủy khí vượng, có thái tuế trợ lực, làm những việc có liên quan tới nước thì sẽ dễ thu được tiền về tay. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về. Bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh, sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm đến cái địa điểm giao thông thuận lợi, có
có lưu lượng người qua lại đông đúc. Như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy mua ngay một chiếc hũ tài lộc phong thủy cho gia đình. Về tử vi tình cảm của tuổi Sửu trong năm 2020 thì xét về cái phương diện tình cảm thì năm 2020 này tuổi Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm. Song thứ tài cát tinh vốn còn được biết đến với cái tên là sao tình nhân thái tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh. Vì thế so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình duyên hơn hẳn. Mệnh chủ có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những cái buổi hẹn hò gặp gỡ bạn bè. Cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen, con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên, với năm mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các cái mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Sửu tuy có cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia vào các cái buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cái cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái tuổi này cần nhớ đừng quá mức chủ động và cá tính. Hãy dành cho đối phương cơ hội được thể hiện mình, tỏ thái độ bật đèn xanh. Nhưng cũng cần một chút bí ẩn thu hút để khiến cho cái đối phương phải có cái mong muốn chinh phục mới là cái sự lựa chọn chính xác. Xong, bản mệnh cũng đừng quá bị động. Chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim nhau sẽ càng ngày càng xa, hai người như hai đường thẳng song song không có điểm giao. Ngoài ra thì phong thủy nhà ở cũng có thể ảnh hưởng đến vận trình của người sống trong nhà. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi sức khỏe tuổi Sửu năm 2020. Xem tử vi sức khỏe tuổi Sửu năm 2020 thì tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Trong năm thái tuế mang bệnh phủ tinh và thương quan tinh, con giáp này khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, dễ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế mà bước sang năm Canh Tí này, tuổi Châu cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay gan phổi là khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những cái thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị phù hợp. Ngoài ra thì năm 2020, thủy khí vượng, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều cái áp lực cho chính mình, hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi, ngắt quãng trong ngày, dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa khá lớn. Và nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí, sát khí. Tuổi Sửu hãy dành cái thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa cái áp lực cho mình. Và tiếp theo xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với tử vi tuổi Sửu năm 2020 theo từng cái tuổi chi tiết. Đó là các cái tuổi Kỷ Sửu năm 49, Tân Sửu năm 61, Quý Sửu năm 73, Ất Sửu năm 85, Đinh Sửu năm 97 và Kỷ Sửu năm 2009. Trước hết chúng ta cùng đến với tử vi năm 2020 của tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 2009, tích lịch hỏa. Người tuổi Kỷ Sửu, mệnh tích lịch hỏa năm 2020 sẽ bước vào cái thời kỳ thay đổi tâm sinh lý khá lớn, khả năng tập trung kém, khó tiếp thu các cái kiến thức mới, dễ bị phân tâm khi nghe giảng nhưng lại dễ sa đà vào các cái thú vui chơi ngoài giờ như là chơi điện tử, hoạt động ngoại khóa. Thời gian chơi nhiều hơn cái thời gian học, bài vở trên lớp không hoàn thành đầy đủ, dần hình thành cái tâm lý chán nản, ghét học. Nếu phụ huynh không chú ý và quan tâm sát sao, có thể dẫn đến cái tình trạng trốn học, trốn tiết. Thành tích học tập của tuổi Kỷ Sửu năm Canh Tí vì thế mà khó lòng mà được như ý muốn, thành tích đạt được dần tụt lùi. Cha mẹ nên dành thêm chút thời gian quan tâm đến con mỗi ngày hơn. Cần nói chuyện, tâm sự, chia sẻ và định hướng cho trẻ có thêm cái niềm vui trong học tập, giảm bớt tần suất tiếp xúc với các cái thiết bị điện tử, cũng nên nhờ cậy giáo viên lưu ý đến tinh thần của con trên trường lớp. Cha mẹ cũng cần phải đảm bảo việc ăn uống hài hòa đủ chất, sinh hoạt điều độ
theo quy định phù hợp. Nên ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, hạn chế thức khuya. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng sang cái tuổi Đinh Sửu sinh năm 97, Dán Hạ Thủy. Thì tuổi Sửu sinh năm 97 trong năm 2020 này sắp kết thúc cái quãng đời học sinh và chuẩn bị bước chân vào cái trường đời. Tuổi còn trẻ vốn sống không nhiều, có thể sẽ cảm thấy hoang mang, mơ hồ trong vấn đề sinh tồn, chưa biết làm thế nào để chọn được công việc phù hợp với mình, chưa hiểu cách để xin việc. Bản mệnh có thể xin ý kiến của gia đình, người thân hay thầy cô, bạn bè. Hãy dùng lý trí để định hướng cho mình mục tiêu. Đừng quyết định mọi thứ một cách cảm tình quá mức. Khi đi làm, tuổi Sửu cần học cách xã giao, giữ các cái mối quan hệ làm việc được hài hòa. Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm nên càng cần phải cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần so với những người khác. Nếu có quá nhiều khó khăn, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp bạn giành được cái tình cảm của mọi người và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Hãy dùng thời gian rảnh để đọc thêm tài liệu, thu thập thêm kiến thức và kinh nghiệm để tăng cái vốn hiểu biết và tăng cái năng lực cho mình. Thấy việc khó đừng vội nản lòng mà hãy chủ động tìm cách giải quyết. Năm nay vận trình tình cảm không được tốt lắm. Tuổi Đinh Sửu đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Ất Sửu sinh năm 85, Hải Trung Kim. Bước sang năm 2020, tử vi năm của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ất Sửu trong năm này sẽ đón những bước chuyển mình mới mẻ trên con đường sự nghiệp của mình. Bạn có thể sẽ có được cái cơ hội làm việc khá tốt, cũng có thể nhận được cái sự ủng hộ và ưu ái của cấp trên. Chỉ cần bản thân con giáp này tích cực, chủ động giành lấy cơ hội về cho mình, có thể phát triển toàn diện mọi tiềm năng sẵn có, nâng cao hiệu quả làm việc, đạt được nhiều cái thành tích tốt hơn. Bản mệnh có những cái cách giải quyết mang tính đột phá với những vấn đề còn đang tồn đọng. Về cuối năm Canh Tý, tuổi Ất Sửu chắc chắn sẽ có cơ hội để tăng lương thăng chức. Tuy nhiên, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, dù đảm nhận vị trí nào, mức quan trọng ra sao thì con giáp này cũng đều phải chịu khá nhiều áp lực trong công việc. Mệnh chủ có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, đồng thời tăng thêm cái vốn kiến thức cho mình để tự giải tỏa áp lực một cách triệt để. Về phương diện tình cảm, tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy người sinh năm 85 sẽ được bạn bè giới thiệu cho đối tượng yêu đương. Người này điều kiện không tồi, song đôi bên còn chưa hiểu về nhau nên cần dành thời gian để xây dựng tình cảm, đừng quá nóng vội mà đẩy nhanh tiến độ, đốt cháy giai đoạn. Người đã có gia đình trong năm cũng sẽ phải chịu áp lực từ nhiều phía, dễ bị người ngoài tác động dẫn đến hiểu lầm, nghi kỵ hay mâu thuẫn với nửa kia của mình, tình cảm vợ chồng có phần xa cách. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi năm 2020 tuổi Quý Sửu sinh năm 73, Tang Đố Mộc. Tuổi Quý Sửu mệnh Tang Đố Mộc, vận trình tài lộc đầu năm 2020 khá tốt. Tuy nhiên thì thứ tài lúc này vẫn chưa hiện rõ nên khuyên bạn đừng vội tiến hành những kế hoạch đầu tư hay quy mô lớn. Cũng đừng đổ tiền đầu cơ mạo hiểm để tránh cái tài lộc một đi không trở lại. Thời điểm đầu năm Canh Tý này, chính tài vượng, có làm mới có ăn, chứ không thể mong chờ vào cái sự may mắn. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Quý Sửu năm 2020 thì bản mệnh gặp nhiều khó khăn trở ngại, dễ bị khách hàng gây khó dễ, trách mắng tố cáo, thành tích làm việc không cao. Mệnh chủ còn có thể nảy sinh xung đột trực diện với cấp trên, khiến cho cơ hội phát triển năng lực không nhiều. Trong quan hệ với đồng nghiệp, con giáp này xử lý chưa khéo léo, dễ vì thế mà sinh họa khẩu thiệt thị phi, các cái mối quan hệ xã giao kém hài hòa dẫn đến công việc khó triển khai, không được suôn sẻ như ý muốn. Qua giữa năm, vận trình bắt đầu ổn định trở lại, cho được quý nhân hết lòng giúp đỡ, công sức vất vả bỏ ra suốt thời gian trước cũng được đền đáp xứng đáng, trồng cây cùng tới ngày ăn quả ngọt, thu nhập gia tăng. Tuy nhiên thì mệnh chủ nên lưu ý kiểm soát chuyện mua sắm, đừng có nhiều tiền trong tay mà hoang phí quá đà. Thời gian này nên lưu ý hơn trong chuyện kết bạn, tránh làm thân nhầm kẻ tiểu nhân. Vận trình cuối năm sẽ dần hưng vượng, không còn nhiều trắc trở nữa. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta đến với tử vi năm 2020 tuổi Tân Sửu sinh năm 61,
Bích Thượng Thổ. Xem tử vi 2020 của tuổi Tân Sửu, con giáp này sự nghiệp đang trên đà thăng tiến khá tốt, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh dễ dàng đạt được cái mục tiêu mong muốn, nắm bắt được những cái cơ hội hiếm có, sự nghiệp phát triển tốt và thuận lợi, nên khả năng được tăng lương thăng chức vào cái thời điểm cuối năm là rất lớn. Thu nhập chính của con giáp này năm Canh Tý về các bạn vẫn là thu nhập từ công việc chính. Có điều người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các cái mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra cái mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào cái rắc rối, phiền phức không đáng có. Tuổi Sửu nên chọn bạn mà chơi, cẩn thận kéo bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc, thì cũng cần phải tận tâm tận lực với việc mình làm, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Người làm kinh doanh có thể thử mở rộng thêm quy mô doanh nghiệp ở mức độ hợp lý, cũng có thể thử chuyển hướng kinh doanh thêm cái lĩnh vực mới. Về phương diện sức khỏe, con giáp này có thể tạm yên tâm là sẽ không mắc phải bệnh tật gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên thì tuổi Sửu có thể gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nhất là những cái bệnh về gan, thận hay đường hô hấp. Hãy chú ý giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống thanh đạm, hạn chế rượu bia thuốc lá. Và tiếp theo chúng ta cùng sang cái năm 2020 của tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 49, tích lịch hỏa. Năm 2020 thì người tuổi Kỷ Sửu đã 71 tuổi. Người già khó tránh khỏi bệnh tật. Năm Canh Tý này sẽ là một cái năm sức khỏe bản mệnh sa sút khá nhiều, bệnh tật quấn thân. Nên tránh hoạt động ngoài trời quá lâu, tránh việc cảm nắng, cảm lạnh, đau đầu, cảm mạo. Không nên vận động quá sức hay trong thời gian dài, nên luyện tập vừa đủ phù hợp với sức khỏe của bản thân. Bản mệnh hãy vui sống, đừng lo chuyện bao đồng, bởi chỉ cần xử lý không khéo là vướng phải đủ cái chuyện rắc rối tai ương. Trong năm nên kiểm soát tốt cảm xúc, tránh nảy sinh xung đột, tranh cãi với người khác, giảm bớt cái số lần ra ngoài du ngoạn để phòng trừ các cái bệnh bất ngờ phát sinh. Về phương diện tài chính, mệnh chủ không cần phải lo lắng, hãy chú ý chăm sóc sức khỏe, vui vẻ bên gia đình, cẩn thận với những cái lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, kéo lọt vào cái bẫy lừa gạt của những kẻ xấu bụng. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái tổng quan tử vi từng tháng của người tuổi Sửu trong năm 2020, từ tháng 1 cho đến tháng 12 âm lịch. Trước hết là tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Thì bước vào cái tháng đầu tiên trong năm 2020, người tuổi Sửu vận trình tốt, xấu đan xen, hung cắt lẫn lộn, có được mà cũng có mất. Thì phương diện công danh sự nghiệp, bản mệnh quyết đoán dứt khoát, giải quyết mọi khó khăn trở ngại, vượt lên những cái thách thức để đạt được cái mục tiêu mình muốn. Điều duy nhất bạn cần chú ý là cần phải năng tiếp xúc, trò chuyện, giao tiếp với đồng nghiệp. Là một người cả ngày im lặng, miệng như hũ nút, cũng không phải chuyện tốt đâu. Có khi chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của bạn cũng nên. Vận trình tài lộc tháng 1 âm lịch của tuổi Sửu khá tốt. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng quá tham lam quá mức, nhất là những người chuyên đầu tư sinh lời. Đừng dễ dàng tin lời vào những người khác một cách mù quáng, tin vào những cái gọi là tin vỉa hè mà cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Về tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch của người tuổi Sửu thì đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không xuất hiện những cái biến động quá lớn, mọi chuyện vẫn đang dịch chuyển theo hướng tích cực dù tốc độ không quá nhanh. Người độc thân trong tháng này nhân duyên khác giới, cực vượng, bạn có thể sẽ được đối phương chủ động làm quen bởi sức hấp dẫn tỏa ra từ chính con người mình. Những nơi công cộng như quán cà phê, hiệu sách, công viên sẽ là cái địa điểm phù hợp để bạn bắt đầu một cái mối quan hệ mới. Hãy chủ động bật đèn xanh. Còn nếu bạn dũng cảm hơn thì hãy thử tiến trước một bước, cho thấy mình có cảm tình với đối phương và mong muốn tiến tới mối quan hệ xa hơn. Ngoài ra, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng khá lý tưởng. Với những người bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì cái sự nghiệp học hành của bạn đang tiến triển không tồi, tương lai sáng lạn đang chờ đón các bạn ở phía trước. Hãy lưu ý đến các cái kỳ thi giữa kỳ để đạt được cái kết quả tốt nhất như mong đợi. Trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với những cái sa sút trong vận trình sự nghiệp, đường tình duyên cũng không ngừng báo về tin xấu. Về công việc, người cầm tinh con trâu dễ gặp phải cái tiểu nhân, những kẻ xấu bụng đó dắp tâm làm hại bạn,
cố tình bới bèo ra bọ để chỉ trích phê phán bạn. Trong tình huống này, bản mệnh cần phải bình tĩnh để không đưa ra những cái quyết định sai lầm và hành động bốc đồng, tránh làm hủy hoại thanh danh, ô uế hình tượng bản thân gây dựng bấy lâu nay. Con đường tình yêu của bản mệnh trải qua vô vàn khó khăn hiểm trở, thử thách nối tiếp nhau, bản mệnh có thể phải đối mặt với những cái vấn đề như có kẻ thứ ba chia rẽ mối quan hệ, hay bị cha mẹ hai bên phản đối can ngăn, thậm chí là bị dụ dỗ bởi quyền lực và địa vị mà phản bội tình yêu. Nếu không kiên định lập trường, giữ vững tư tưởng và sống vì tình yêu thì tất cả có thể đã lung lay, nản lòng trước thực tại. Một số bạn thiếu tự tin và không đủ năng lực thì lựa chọn cách trốn tránh hoặc bỏ rơi nửa kia của mình. Sang tháng 4 âm lịch năm 2020 thì xem vận trình tổng thể của tuổi Sửu năm 2020 này, về mặt sự nghiệp và tài lộc thì đều có những cái bước chuyển biến tốt, song sức khỏe thì lại sa sút rõ rệt. Về công việc, tháng 4 là cái thời điểm mà con giáp này sẽ đón chào khá nhiều cái cơ hội để tự thể hiện mình. Bản mệnh cần phải cố gắng để nắm bắt cái cơ hội thật nhanh, thật chắc. Có thế mới có không gian để phát huy mọi cái năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận. Con giáp này trong năm nếu muốn khởi nghiệp hay kinh doanh thì cần phải thận trọng khi lựa chọn cái đối tượng hợp tác làm ăn. Hãy học cách phân tích con người từ những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ đó đưa ra những cái phán đoán chính xác về nhân phẩm của đối phương, tránh việc lơ là mà để bản thân lọt vào cái tình huống nguy hiểm. Xét về sức khỏe thì bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể sẽ phát tác ra rất nhiều trong ngày. Thuộc tháng này, mệnh chủ nên chú ý từng thay đổi dù nhỏ nhất để kịp thời đến bệnh viện chữa trị. Và bước sang tháng 5 năm 2020 âm lịch, tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm, song đỏ tình đen bạc, bản mệnh có thể bị hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào cái tình trạng túng thiếu nữa. Tuổi Sửu nếu đã kết hôn thì vận trình tình cảm bình ổn, vợ chồng hòa hợp nhau trong cuộc sống hàng ngày, đôi bên năng nói chuyện, giải bày tâm sự với nhau, từ đó có sự thấu hiểu, dù chỉ với một ánh mắt mà thôi, đôi bên còn hỗ trợ và nâng đỡ nhiều trong cuộc sống của nhau cũng như trong công việc. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể ứng tiền ra như là chuyển nhà, mời khách, xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một cái khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cái cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có cái phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kéo hoàn toàn có thể là rơi vào cái cảnh cháy túi. Bước sang tháng 6 năm 2020 âm lịch thì có thể thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh đã có những cái chuyển biến tích cực, đồng thời vận trình sự nghiệp cũng càng ngày càng tăng tiến. Vận trình sức khỏe của con giáp này khá tốt, tuy bản mệnh vẫn hay giữ thói quen ngồi quạt, ngồi điều hòa lạnh và tắm nước lạnh, nhưng may mắn không bị cảm mạo hoa hắng gì. Về công việc thì tuổi Sửu trong tháng 6 âm dễ được quý nhân tương trợ, cho dù có gặp khó khăn thử thách lớn cỡ nào thì cũng vẫn có thể vượt qua được. Quý nhân chỉ điểm cho tìm thấy lối ra một cách thần kỳ, khiến cho đồng nghiệp của bạn không khỏi ngạc nhiên. Song con giáp này cần đặc biệt lưu ý, làm gì cũng cần phải thực tế, sống phải biết khiêm nhường, biết người biết ta, đừng vì chút thành công của mình mới đạt được mà coi thường người khác không ra gì. Về tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch thì cho thấy thì tháng 7 cô hồn năm 2020 người tuổi Châu vẫn giữ được cái phong độ trong công việc, xong lo được cho công việc thì lại không quản được tình yêu, vận trình tình duyên xuống dốc trầm trọng. Bản mệnh căng thẳng mệt mỏi khi khối lượng cái công việc khá lớn. Dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi ra sao vì bận rộn đến không có cái thời gian để thở nữa. Xong nếu bản mệnh rảnh rỗi, hãy thử dành thêm cái thời gian để học thêm về kiến thức và kinh nghiệm nếu có cái trường hợp ngủ quên trên xe. Xét về đường tình duyên thì tuổi Sửu thời gian này vận trình khá xấu. Thêm nữa, khi tinh thần cảnh giác cao độ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba thì mệnh chủ cần phải dành thêm cái thời gian gửi gắm tình cảm nồng nhiệt hơn nữa. Bước sang tháng 8 âm lịch. Tháng 8 trung thu là cái tháng đoàn viên, song người tuổi Sửu có lẽ chẳng có tâm trạng vui vẻ gì mấy khi mà cả sự nghiệp tình cảm đều không được như ý, nhất là nam mệnh càng phải chịu cái sức ép lớn hơn.
Về phương diện công danh sự nghiệp thì con giáp này hiệu quả làm việc không cao do gặp phải nhiều cái việc cản trở. Có thể là bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ nhiệt tình. Còn khách hàng thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Bản thân tuổi Sửu một cỗ nhiều chồng, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn khó có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao đúng cái thời hạn quy định. Cuối tháng này bạn có thể sẽ bị khiển trách, thậm chí là phạt bằng cách là cắt lương, cắt thưởng. Trong trường hợp này, bản mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh và thư giãn nhất có thể. Hãy kiên trì thực hiện phương châm lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy giữ vững cái quan điểm của mình, chỉ nhìn vào mục tiêu mà tiến bước. Xem tử vi tháng 8 âm, người độc thân còn có thể sẽ bị tổn thương khi dốc lòng theo đuổi và bày tỏ cái tình cảm yêu thương, nhưng lại bị đối phương từ chối. Có những lúc cuộc sống đã không còn suôn sẻ, còn kém may mắn. Nhưng có thể đó là dấu hiệu cho thấy người ấy không hợp với bạn. Đừng cay cú mà hãy học cách buông tay để đón nhận hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Bước sang tháng 9 năm 2020 âm lịch thì người cầm tinh con trâu, cả tài vận và sức khỏe đều có những bước chuyển biến tích cực. Về công việc vẫn còn một số khó khăn nhưng con giáp này hoàn toàn có thể khắc phục. Có điều cần phải dốc sức nỗ lực nhiều hơn nữa. Vận trình tài lộc của tuổi Sửu thời gian này cực kỳ lý tưởng. Những bạn có đam mê đầu tư thì giờ là lúc trồng cây tới ngày hái quả, bạn sẽ thu được cái nguồn lợi khổng lồ, thành tích kinh doanh đáng nể cũng mang về cho những bạn theo nghiệp làm ăn buôn bán lợi nhuận khá tốt. Xong, nếu xét về mặt sức khỏe thì trong tháng 9 âm lịch, bản mệnh tuy không có vấn đề gì đáng lưu ý nhưng vẫn cần phải ăn uống có chừng mực, nhất là những bạn vốn có bệnh dạ dày, đừng ham ăn mà dùng đồ cay nóng hay có tính kích thích axit dạ dày như là nước chanh, rượu bia. Và trong tháng 10 âm lịch năm 2020 thì tuổi Sửu hầu như không có gì phải lo lắng trong cuộc sống của mình. Vận trình tài lộc và tình duyên đều khá tốt, nhất là nữ mệnh tuổi này, đào hoa cực vượng. Thời gian này bản mệnh sẽ có một cái khoản tiền lớn bất ngờ tới tay. Hoạch tài có thể đến từ việc mà trúng thưởng, trúng xổ số, đền bù nhà cửa hay chơi cổ phiếu, thậm chí là được bạn bè khác giới tiếp ứng, hỗ trợ. Cuộc sống nhờ thế mà dễ chịu hơn nhiều, điều kiện vật chất được nâng cấp rõ rệt. Tuổi Sửu nên rảnh rỗi đi hẹn hò với bạn bè ở nhà hàng, quán cà phê thì có thể sẽ mở rộng được cái mối quan hệ mới, nhất là nữ mệnh rất có sức thu hút được nhiều người khác phái tới làm quen. Sang tháng 11 âm lịch thì tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Sửu thể hiện sự bình ổn, tĩnh lặng. Vận trình sự nghiệp của con giáp này không có nhiều điểm nổi bật, nhưng điều mừng vui là cũng không phải chịu cái sự phá phách của tiểu nhân hay khó khăn trong cái quá trình làm việc. Con giáp này có thể sẽ được phân công làm việc ở cái vị trí mới, cần học hỏi thêm nhiều điều. Với cái khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bạn sẽ làm chủ được cái tình huống. Song cần nhớ giữ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đồng thời áp dụng linh hoạt trong từng vấn đề. Đừng cứng nhắc quá mức mà ảnh hưởng đến cái chất lượng và tiến độ công việc. Nếu có gì không hiểu hay còn thắc mắc, đừng ngại ngùng mà hãy chủ động xin sự trợ giúp hay lời khuyên từ đồng nghiệp, những người đi trước để tránh mắc phải những cái sai sót không đáng có. Tài vận rực sáng là điều mà con giáp này thấy tự hào nhất. Người làm kinh doanh có khả năng nhìn nhận vấn đề khá nhạy bén nên dễ dàng nắm bắt được cái thời cơ khi mà những người khác còn đang mông lung kiếm được cái khoản tiền to. Cũng nhờ thế, cuối tháng lợi nhuận tăng vọt, có khả năng mua nhà, mua xe. Sang tháng 12 âm lịch, tháng chạp năm Canh Tý là cái thời điểm mà cả cái sự nghiệp và tình duyên của tuổi Sửu đều có những cái bước đột phá khá lớn theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là càng về cuối tháng thì càng có nhiều cái tin vui tới tấp bay về. Xét về công việc thì con giáp này sẽ nhanh chóng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình trước thời hạn cho phép, khiến cho cấp trên cũng phải bất ngờ về những cái biểu hiện xuất sắc của mình. Nhất là những bạn làm kinh doanh, marketing, bất động sản sẽ thấy doanh thu tăng vọt, mức thưởng cũng tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Tháng cuối năm, tiền chất như núi trong nhà. Về con đường tình duyên trong tháng cuối cùng năm Canh Tý thì tuổi Sửu nếu còn độc thân thì sẽ có người yêu ngay thôi. Chặng đường tìm kiếm một nửa kia của mình kết thúc viên mãn như ý muốn. Còn những bạn đã có đôi thì sẽ sớm bước chân vào lâu đài hôn nhân, gây dựng gia đình hạnh phúc của riêng mình. Và tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng xem cái cách hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020 cho người tuổi Sửu.
Theo tử vi năm 2020 của người tuổi Sửu thì trong năm bán mệnh không có nhiều cái cơ may thăng chức, dù đạt được khá nhiều cái thành tích trong công việc, tiền bạc khá dồi dào, song về cơ bản là đến từ việc kinh doanh, đầu tư, thu nhập từ công việc chính không có biến động. Tình duyên không được vượng sắc như ý muốn, nữ mệnh đào hoa ám đạm hơn nhiều so với nam ạ. Ngoài ra thì sức khỏe cũng là cái điều mà con giáp này cần phải lưu tâm, bán mệnh dễ ốm đau bệnh tật. Để giải quyết các cái vấn đề về tình cảm, theo phong thủy cửu cung phi tinh năm 2020 thì mệnh chủ nên lưu ý đến phương chính nam là đào hoa vị trong nhà. Ở vị trí này cần giữ cho đồ đạc gọn gàng, nếu để thoáng ít đồ càng tốt, bởi không khí lưu chuyển thường xuyên do có ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo thì càng tốt. Thông thoáng nhiều ánh sáng sẽ giúp cho tình duyên thêm vượng, tin vui tới tấp. Để cải thiện tình hình sức khỏe, tuổi Sửu nên lưu tâm đến phương chính nam trong nhà. Nếu thấy cửa chính, cửa phòng ngủ hay cửa nhà nằm ở phương vị này thì nên đặt trước cửa các tấm thảm màu trắng hay xám để sát khí tiêu tan, bệnh tật được tiêu trừ. Với những bạn mong muốn có được cái sự nghiệp tăng tiến trên con đường sự nghiệp thì ngoài việc trau dồi năng lực thì có thể áp dụng phong thủy văn phòng, đặt bốn cây cảnh lá xanh ở góc tây nam trong nhà hay phòng làm việc. Quý anh chị thân mến, như vậy là trong cái video này chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái tổng quan tử vi của người tuổi Sửu trong năm 2020, và cái tử vi về sự nghiệp, tử vi về tài lộc, tình cảm, sức khỏe và tử vi của từng tuổi Sửu trong cái năm này, và từng tháng âm lịch của người tuổi Sửu trong cái năm này sẽ có những cái chuyển biến như thế nào, và cái cách hóa giải phong thủy phi tinh trong năm 2020 giúp các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.